Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem vlog của mình nha. Chúc mọi người năm mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay ở Trung Quốc cũng ăn mừng dịp Tết dương lịch. Mình dẫn mọi người đi sang phố đi bộ Bắc Kinh chơi cùng mình ha. Đây là một con đường ngắn nằm trong phố Bắc Kinh. Mình tìm thấy nó trên TikTok Trung. Có vẻ như nhiều người cũng chưa biết tới con đường này nên là vẫn còn không có đông đúc lắm. Chứ bên ngoài trục chính là đông dữ. Một lát nữa mình dẫn mọi người đi xem nha. Con phố này có nhiều tranh vẽ trên tường nhìn khá đẹp mắt, nên là thu hút khá nhiều bạn trẻ đến đây chụp hình. Nhìn em mèo này là mình nhớ đến mấy em mèo của mình ở nhà ghê. Mặc dù chưa được đi Penang nhưng mà mình nghĩ là ở Penang cũng có những cái tranh đẹp và nhìn sáng tạo như vậy nè. Còn chỗ này là một gian trò chơi, người ta sẽ bán mấy cái lượt ném vòng cho mình, rồi ném trúng em thú nào thì mình mang về. Khu này hình như là đang có hoạt động hội chợ hay sao á. Mình thấy mọi người ra đây buôn bán tấp nập quá nè. Mà chắc là bán thời vụ thôi, chứ mình thấy toàn chạy xe xịn ra đây bày gian hàng không à. Còn đây là trục đường chính nè. Hôm nay mọi người đi chơi nhiều kinh khủng luôn. Quảng Châu bây giờ là qua đỉnh dịch rồi. Giờ thì hầu hết tất cả mọi người đã hết bệnh và chuẩn bị về quê ăn Tết hết rồi. Hôm nay mình có muốn quay gì cũng không có quay nổi, tại vì toàn người không à. Hôm khác mình sẽ làm một chiếc vlog giới thiệu về phố Bắc Kinh cho mọi người xem ha. Mỗi lần mà mình tới con phố này chủ yếu chỉ ăn đồ Việt thôi à. Tại vì ở đây có một nhà hàng Việt Nam bán rất là nhiều món Việt luôn. Tiệm bình thường khác chỉ có phở với bún thịt nướng thôi. Là mình đi dạo một vòng để xem không khí mọi người vui chơi buổi tối rồi mới đi về. Ở đây vào cái dịp lễ, các góc đường đều có cảnh sát hết á. Còn có một số anh cảnh sát sẽ đứng trên sân thượng của các tòa nhà để quan sát nữa nên rất là an toàn. Hôm nay mình không có ý định đi chùa đâu, chỉ là ở chùa hôm nay mình thấy có mở cửa cho nên mình mới vào thử. Đây là chùa Đại Phật nằm ở ngay trong khu vực phố đi bộ. Bình thường là không phải lúc nào chùa cũng mở cửa đâu, mọi người chỉ được cầu nguyện ở bên ngoài thôi à. Mình cảm thấy rất là may mắn khi mà được xem mọi người đi chùa vào ngày lễ hôm nay. Tại vì là đây là lần đầu tiên mà mình nhìn thấy hoạt động thắp nến cầu nguyện á. Chứ bình thường là ở chùa không có thắp nhang, cũng không có thấy nến như thế này. Người sẽ viết tên của bản thân và gia đình vào những cái phiếu như này nè.
Còn chỗ này là đại điện chính. Bình thường các sư thầy sẽ cùng các Phật tử đọc kinh cầu nguyện ở đây nè. Trên tường toàn bộ là tượng Phật đó mọi người. Đẹp lắm nhưng mà mình không tiện quay lại. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay nha. Hẹn mọi người vào video sau. Bye bye, hẹn gặp lại.